Thưa quý vị và các bạn, liên tục những thông tin liên quan đến tình hình giao tranh diễn ra phức tạp với các cuộc nội chiến diễn ra ở khu vực Tây Phi và Đông Phi cũng khiến cho cả thế giới lo lắng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây đã lên tiếng kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang tham chiến ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo sẽ hạ vũ khí, nhấn mạnh sự hiện diện của họ đang gây ra thảm kịch nhân đạo và đe ra những vấn đề về an ninh khu vực tại vùng này. Phát biểu tại một cuộc họp tại Burundi về tình hình an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh đã đến lúc phải chấm dứt bạo lực, đồng thời kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang hạ vũ khí ngay lập tức và tham gia quá trình giải ngũ, giải trừ quân bị và tái hòa nhập. Ông Guterres cho biết có hơn 100 nhóm vũ trang ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và sự hiện diện của các nhóm này đang đe dọa an ninh khu vực và có thể dẫn đến những thảm kịch nhân đạo và vi phạm nghiêm trọng quyền con người, bao gồm cả bạo lực tình dục. Bạo lực đã lan rộng khắp miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều năm qua với các vụ giết người, hãm hiếp và hành hình do các lực lượng phiến quân có vũ trang từ các nhóm khác nhau, bao gồm M23 và lực lượng Dân chủ Đồng minh thực hiện. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, sự hồi sinh của nhóm phiến quân M23 kể từ tháng 11 năm 2021 đã khiến ít nhất 500.000 người phải sơ tán.